Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Mãi vừa ký văn bản khẩn gửi Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chỉ định đơn vị tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình, phục vụ cho việc đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã giao giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện. Theo kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải gửi Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình phải là đơn vị tư vấn độc lập với chủ đầu tư, đảm bảo năng lực và có kinh nghiệm trong việc giám định các công trình bị sự cố tương tự. Tổng kinh phí dự kiến để tư vấn thực hiện là 490 triệu đồng, lấy từ nguồn duy tu giao thông. Sau khi xảy ra sự cố đứt cáp ngầm, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất phương án khắc phục cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh theo hai giai đoạn với thời gian dự kiến khoảng 45 ngày. Tuy nhiên, phương án này chưa được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bởi phải chờ kết quả giám định chất lượng của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Để đảm bảo an toàn, từ ngày 29 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chặn tất cả các loại xe qua cầu, khiến việc đi lại của người dân qua khu vực bị ảnh hưởng.